hôm nay con sẽ chấm dứt là con không phụ chị ba nữa. Mà bây giờ cái sinh nhật này không có nữa đâu con. Cái ngày đó là giờ dì ba mua một hộp bánh kem nhỏ về làm sinh nhật được rồi. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Có thể là cái thời gian sắp tới đây thì cái mâm cua của dì ba sẽ có một cái sự thay đổi lớn. Đó là cái việc mà dì Thúy sẽ không tiếp tục bán cua cho dì ba nữa. Vâng. Có thể là hôm nay là cái ngày cuối cùng mà dì Thúy ra cái mâm cua của dì ba để thực hiện cái công việc thu tiền và thối tiền cho mọi người. Và trong tương lai thì dì Thúy sẽ không làm cái công việc này nữa. Hôm nay thì dì Thúy và dì ba thì cũng ngồi lại với nhau để tính toán lại cái số tiền mà những cái nhà hảo tâm cũng như những cái người mà đã giúp đỡ dì ba trong thời gian qua. Bên chỗ cái ông Mộc nào đó là 190 triệu, đúng không? Chính xác vậy đúng không dì ba? Dì ba công nhận cho con đi. Đúng là vậy không? Còn có chuyện dì ba nợ ai thì con không biết nữa ha. Thì dì ba nói cho cộng đồng mạng nghe là dì ba thiếu như vậy. Khởi đầu tiên dì ba nói con như vậy. Dì ba trả lời cho cộng đồng biết. Thì cũng như hồi lúc mà dì ba con gian thơ con giúp đỡ dì ba đó. Thì nói là cũng như là con thấy dì ba như vậy đó. Thì dì ba con giúp đỡ dì ba bằng mà lấy số tiền đi trả nợ đó mà số nợ là bao nhiêu dì ba thì nó số nợ là cũng như cái người đầu tiên cái ông ở đây là không biết đúng sáu cái mấy con cho cái con số chẵn là 60 chính xác vậy không? Rồi đúng. Thì lúc đó khi mà con trả nợ thì có các em ở đây làm chứng cho con, nhất là Thảo nè, có làm chứng cho cô Thúy không Thảo? Có đúng rồi. Đúng sự thật vậy không? Cô Thúy đã trả đúng 60 triệu ha con ha. Còn vấn đề thứ hai dì ba nói là dì ba thiếu 190 triệu là con hứa với Tâm trả với số nợ đó. Đúng không? Dì ba khởi đầu tiên dì ba nói như vậy thì con quyết tâm là con trả nợ. Hôm nay con sẽ chấm dứt là con không phụ dì ba nữa. Đó, đó. Cộng đồng có nghe thì các em YouTube đây thì để dì ba trả lời cái câu nói dì Thúy nói có đúng như vậy không? Để dì ba trả lời có đúng sự thật thì đúng rồi. Thì bây giờ dì ba nói cho con nghe những lúc mà bây giờ dì ba cứ nói là con số dì ba nợ là khởi đầu tiên. Khởi đầu tiên á là dì ba nói với con vậy nè. Cũng như lúc mà dì con trang phụ dì ba nói với con là dì ba cũng như là thiếu cái ông Mập đó là 200 triệu. Không, dì ba không có nói 200. Nói 200 triệu. 200 triệu thì con mới nói vậy là để tới chừng đó đó con mới bán phụ với dì ba, chừng nào con trả nhờ hết cái số tiền đó thì con nghỉ, đúng không? Đúng. Đó là bây giờ thì thôi như vậy cũng được rồi. Dạ. Không cần gì tới để cho tới ngày đó mà trả hết rồi con nghỉ. Dạ. Con nói dì ba nói con nghe những lúc mà con phụ cho dì ba đó thì ba cũng rất cảm ơn con nhiều lắm. Nếu có không có con thì tôi dì ba cũng mệt lắm chứ không phải không? Mà bây giờ con nếu mà con cũng như có công chuyện trong gia đình thì con cái việc con vô con làm phụ trong gia đình con. Còn để dì ba, ví dụ như có con phụ dì ba thì bán nhiều chút. Còn nếu không có thì bán ít lợ thôi. Là vậy đó. Thì đó thì con đã làm tròn cái nhiệm vụ của con. Thì con sẽ công khai với số tiền hôm bữa giờ con giữ cho dì ba. Đợt đầu tiên con đưa dì ba có 40 triệu. Thì có Thảo xác minh cho dì Thúy luôn. Thảo nói cho dì Thúy nghe là hôm bữa có, con có xác minh là dì Thúy đưa 40 triệu dì ba không? 40 triệu hả? Đợt đầu tiên ngày 15 tháng 9 con Thúy đó là đưa cho dì ba 40 triệu. Thì con Thúy có nói với con nữa. Không, mà con có xác minh điều đó là con Thúy đã đưa cho dì ba 40 triệu. Có, hai vợ chồng con luôn hả? Thì đó. Cái ngày hôm đó luôn con Thúy đó là 40 triệu. Con Thúy cũng không có đưa cho dì ba 40 triệu hả? À, dạ. Đúng không? Con xác minh đàng hoàng cho cộng đồng biết chứ dạ, không dạ. Là kê bẫy vô luôn đi. Không thôi là bẫy, mình nhờ bẫy luôn. Có em nào nói kê bẫy vô dùm con Thúy. Tại vì ba nói vậy nè, vì ba nói là thiếu có 190 triệu thôi, con chỉ biết con số 190 thì con mới nói là thôi trả 40 thôi, còn 150 là để tháng 10, tháng 11, tháng 12 là con bán sẽ cua như thế nào để con trả là 3 tháng để trả dùm cho dì ba. Nhưng mà hôm nay dì ba nói 200 triệu nữa. 200 triệu là dì ba nói lâu rồi chứ không phải mới đây đâu không, mà bây giờ dì ba nói cho con nghe nè.
dù gì dối gì, ví dụ như bây giờ nó nói con nói vậy phải không, thì cũng như vậy đi. Tại vì dì ba thứ nợ là cái đó, là nếu mà con không phụ thì dì ba cũng bán, cũng có tiền trả nợ cho người ta là vậy đó. Chứ còn dì ba nói với con là 200 triệu sau này dì ba đó, mấy cái tính dì ba nói là phải nói một lời thôi. Rồi dì ba thấy con hỏi dì ba thì dì ba nói thật với con là dì ba thiếu 200 mấy lần chứ không phải 100 mấy, là tại vì dì ba sợ con nghe nói nhiều quá đó. Giờ tụi con á thấy trời ơi, sao gì bà này bà thiếu gì nhiều vậy này kia nọ, dì ba mới nói như vậy là giảm bớt thôi. Còn cái tình trạng mà dì ba nói ha thiếu á là với con á là 200 triệu, thì con nói dì ba nghe, bữa vô tình dì ba nói trên cộng đồng, thì cộng đồng mới hỏi con là tại sao dì ba nói có 100 mấy, bây giờ nói 200 mấy, thì con không biết đường đâu con trả lời ha, dì ba không trả lời con chỗ đó. Tại khi mà dì ba con đi ra là con hứa quyết tâm là con trả nợ cho dì ba, thì cái số nợ mà trả là hôm nay con nhận được, cái ngày hôm nay là con đã tương đương với số nợ là con đã trả đủ cho dì ba rồi, là con không ra giúp thì thôi giờ dạ. Vậy đi rồi hôm nay con sẽ kêu người làm chứng cho con, khởi đầu tiên là 40 triệu, là con đưa 40 thôi, là Thảo làm chứng cho con. Rồi ngày hôm qua thì dì ba có nói là con đưa 40, dạ. Còn ngày hôm qua thì có hai em trai với ai nữa ta, việc bèo bảo quanh việc này xong lên tiếng cha. Ờ, làm chứng cho con Thúy là hôm qua con Thúy đưa cái tổng số tiền sổ luôn là 134 triệu, tụi con đếm đủ nha, đúng không? Dạ đúng rồi. Tức là dì ba đã trả được 174 triệu, còn bao nhiêu dì ba đặt vô thì mình không biết ha cả nhà. Đó là con đưa số tiền để đủ cho dì ba. Dì ba xác nhận con ngày hôm qua là có hai đứa này làm chứng cho con ha. Bây giờ dì ba cũng nói là cũng như những lúc mà con giúp đỡ dì ba, dì ba cũng rất cảm ơn con như vậy. Cái đó là không nhờ con thì dì ba cũng chắc lẽ là không bắt được vậy đâu. Thì thôi bây giờ dì ba cảm ơn con, là không biết gấp cái cá ơn này chắc dì ba bỏ trả không nổi quá. Còn sau này dì ba nợ ai thì tùy dì ba, tại vì có những mảnh đời người ta còn không có hơn gấp trăm lần dì ba nữa, nhưng mà cái hoàn cảnh dì ba trả nợ là con số là dì ba biết không, 100 nó sẽ đẻ lãi ra rất là nhiều, là dì ba đã hiểu rồi đó, biết con rồi. Không nói ra ha. Rồi còn phần thứ hai thì con nói chung vấn đề mà thọ dì ba, năm nay dì ba mới có 69 tuổi thôi, đáng lẽ con làm và làm cái sai của con, thì vô tình cái cô đó của nó là đúng 70 tuổi, phải là nên làm thọ cho dì ba. Thì hôm nay con xin phép dì ba luôn, thì cái người đã gửi cho con á thì ba người, một người là 100 euro, một người là 100 euro này các bạn, là của anh Minh Đức. Thì bây giờ em cũng công khai cho anh nha, nếu mà anh có coi YouTube này thì em vẫn còn giữ số tiền này nè anh ha. Còn 500 này của anh bên Mỹ, anh giấu tên luôn, dì ba biết tên cái anh đó là dì ba hay đặt tên là anh Bưởi đó, biệt danh là cái anh Bưởi, là 500 đô nha cả nhà. Anh ơi, anh có coi YouTube này, bây giờ em sẽ điện trực tiếp luôn cho anh để nói cho cộng đồng nghe. Còn 100 này, xin lỗi cả nhà, mình quên tên cái chị này rồi. Chị ơi, khi mà chị, hôm bữa chị cho 200 đô với 200 đô đó, 100 chị tặng cho dì ba, còn 100 chị biểu làm thọ dì ba, nhưng mà hôm nay em đã từ chối luôn, tại vì em không có phụ dì ba nữa, em không ra nữa, tại vì em đã được khả năng của em đã trả nợ cho dì ba rồi. Thì 100 này của chị, nếu mà được của chị còn giữ số em á, liên lạc với em. 100 này để làm gì chị nói rõ cho em luôn. Thì bây giờ con sẽ điện người thứ nhất á là anh Nhã đi, tại vì cái anh này anh cho tiền nhiều nhất, thì con sẽ hỏi ý kiến hả. Giờ khuya rồi. Không, ảnh cho phép, ảnh cho phép rồi, ảnh cho phép mình nên hỏi luôn. Ảnh giấu tên nha cả nhà, đừng có anh gửi. Ồ, chào anh nha. Chào anh gửi. Chào anh. Hồi nãy em có đọc trên cái YouTube á, thì em đang quay trực tiếp hay cái gì đó,
thì cái số tiền hôm bữa anh cho để làm thọ dì ba thì hôm nay em không có làm nữa đâu. Cái số tiền đó anh cho ai thì anh nói luôn đi để em biết, anh nói đi để cho cộng đồng nghe luôn đi anh nói lớn lên. Dạ anh cứ nói đi, anh cứ nói đi, anh nói thẳng luôn là cái tiền đó không cộng đồng nhiều lắm. Bây giờ mấy em quay YouTube cũng đông lắm, đang quay nè anh, em đã nói rõ minh bạch cái số tiền ra để cho mấy em quay mà. Dạ. Dạ mấy em quay. Buồn hết trơn con ơi. Dạ. Còn cái 100 euro này nè thì bây giờ em sẽ điện cho các anh người đất. Mua chỗ đi mấy chị ơi. Dạ có rồi anh Thảo ơi. Dạ. Có rồi anh Thảo. Chào anh.
anh người đất ơi, anh người đất. Ở đó vậy, người ba cũng đâu biết tại này đâu. Bây giờ người ba có tiền ông phủ mà. Dạ, xin chào anh. Có làm sáng giấc ngủ gì của anh không? Không quan trọng rồi. Dạ. Bây giờ em hỏi anh nè. Em chào anh nghe không? Nghe em nói không? Em Thúy nè. Vậy hả? Bây giờ em hỏi phía anh nha, hôm bữa anh cho em 100 euro để làm thợ dì ba. Mà ngày hôm nay thì cái số nợ của dì ba em đã trả rồi, em không có ra phụ nữa. Thì bây giờ em hỏi phía anh nè, 100 này anh đưa chị cho chị ba hay là anh để làm gì? Nói rõ cho em biết luôn đi anh. Dạ ảnh kêu em, dạ ảnh nói là cứ giữ cho ảnh để mai mốt anh lấy, ảnh về ảnh kêu ảnh về lấy lại, ảnh không có làm. Dạ dạ giờ em giữ lại cái số tiền này của anh đúng không? Giữ lại rồi người nhà anh sẽ qua lấy đúng không? Đúng không anh? À, bây giờ anh cũng rút lại luôn hả? À, thì bây giờ em cũng thông báo luôn. Tiền đô mỹ của chị nha, em mong làm sao mà chị trả lời liền cho em.
con xin cảm ơn cả nhà và con cũng chúc dì ba sức khỏe và mua bán bán đắt ha. Cảm ơn con. Dạ. Thì gặp nhau thì cũng vô từ chưa có gì đâu, chờ tao mày đâu có gì đâu mà buồn. Thì đó thì dì ba nói gì thôi, vậy thì dì ba muốn nói đi. Ừ, thôi hả? Dạ. Đâu có gì để nói nữa. Đó, con... Vậy là được rồi. Dạ. Dì ba biết lời cảm ơn con thôi. Dạ. Chứ không biết nói gì nữa. Tại vì dì ba đâu có biết nói cái gì lời gì đâu. Dì ba cũng cảm ơn mấy con á, lúc nào dì ba gia cũng có các con ủng hộ cho dì ba. Dì ba cũng rất vui, mà dì ba vui chứ chưa không nói cái gì mà cho coi nó có phải nữa. Bởi vì ba nói trước, nói là cũng như thí dụ như con á, phụ gì ba được thì con phụ, cũng được thì con cái gì con nghĩ. Cái đó là tình cảm. Đúng rồi. Tình cảm như xưa, từ xưa tới nay gì vậy? Dì ba nghe đi. Alo. Dạ, giờ về rồi con ơi. Út phải không Út? Thì bây giờ sao? Cảm ơn nha, bán rồi. Thôi bây giờ bỏ sinh nhật cho con đi, không có làm sinh nhật đâu. Mà bây giờ cái sinh nhật này không có nữa đâu con. Cái ngày đó là dì ba mua một hộp bánh kem nhỏ về làm sinh nhật được rồi. Có mấy tụi con qua nhậu của dì ba nha. Cảm ơn nha con. Rồi bán rồi hết rồi con. Không, dì ba còn ngồi ở đây nè. Còn chỗ nhà Thí. Rồi. Dạ, dì ba muốn chúc cho con sức khỏe. Rồi dì ba về nha. Nước nhỏ này đâu Phú Nhuận. Nó chúc cho dì ba. Có buồn gì con ơi, trời ơi dì ba mà buồn chết liền à. Thiệt. Thấy nó mà về nó lo gia đình con cái cháu rồi dì ba cũng mừng cho nó chứ có gì dì ba buồn gì. Nhưng mà ở không thì nó phụ phù không phù thôi. Mình đâu bắt buộc người ta được đâu. Thôi giờ dì ba về trước nha mấy con. Cảm ơn. Dì ba về rồi.
chơi cái bụi gì chờ thôi, của mình thôi, của mình thôi chứ làm gì được. Thì mình đó mình tạo ra mình thấy nó sung sướng hơn. Thì ba có muốn nói lời cảm ơn vậy anh Thủy không? Trời, nó cảm ơn Thủy chứ dù cứ nói sao nữa, thấy không? Ơn rất nhiều quá. Hả? Ơn rất nhiều đúng không? Ừ. Cảm ơn chàng trai.